sẽ thấy mình sẽ có G, C, D. G thì ngắn dài, C rồi biết rồi ha, song trưởng, đô trưởng và Re ngắn dài. Thập ba âm trước cho quen tay để nối rác nối với nhau, sau Re là quay lại đô nha. Đó là các bạn tập cái này mình sau ba hợp âm, ví dụ G C D mình tập xong D rồi mình sẽ quay lại G mình đánh tiếp, đánh nhiều lần cho đến không nhuận nhuyễn, chứ đừng kết thúc này rồi đó, nối luôn luôn nối, nó vòng đi vòng lại cái nhóm hợp âm đó. Bây giờ mình sẽ đọc nhịp trước, xuống lên xuống, xuống lên xuống, quá dễ ha, là xuống lên xuống, xuống lên xuống chuyển. Đó, bây giờ chậm lại nhịp hai nhịp trước ha, một hai